hướng dẫn cài đặt dịch vụ MyTV trên Smart TV Android. Bước 1. Cài đặt ứng dụng MyTV. Từ kho ứng dụng của Smart TV Android, di chuyển và lựa chọn Google Play hoặc CH Play, bấm OK. Sau đó di chuyển tới ô tìm kiếm, nhập từ khóa MyTV, bấm OK để hiển thị biểu tượng dịch vụ MyTV. Chọn cài đặt, hệ thống sẽ tự động cài đặt dịch vụ MyTV trên Smart TV Android. Bước 2. Mở app MyTV. Chọn biểu tượng logo MyTV vừa cài đặt xong trong phần ứng dụng của Smart TV hoặc chọn mở để đăng nhập sử dụng dịch vụ MyTV. Bước 3. Khai báo dịch vụ MyTV. Thực hiện khai báo tài khoản và mật khẩu MyTV được cấp khi ký hợp đồng để truy cập và sử dụng dịch vụ. Sau khi đăng nhập thành công, sẽ chuyển đến giao diện sử dụng dịch vụ của MyTV. Bước 4. Kiểm tra thông tin dịch vụ và gói cước của khách hàng. Chọn mục hỗ trợ tại trang chủ dịch vụ MyTV để kiểm tra thông tin tài khoản và gói cước của khách hàng.